Tất cả dịch vụ về Liên Quân như nâng cấp skin hoặc săn quân huy và các vấn đề khác, các sếp bấm đại lý xem ở comment nha các sếp ơi. Dã man là cướp xe ra ăn cả hết luôn. Đẹp quỷ. Cướp xe ra ăn được cả mạng win luôn. Còn đây là Toro. Ô, cái này có cái màn có điện như Toro ở áo nhỉ? Xem xử lý như nào, vẫn chạy, dập lại không, cấp 3 được không? À, đẳng cấp đây. Thế mới có hai line đẳng cấp với kia đồng đội. Đồng đội hot thế nhờ, phát đấy Omen nó lỡ tay đến tí nữa tôi được chết rồi. Như nhau sự yếu thì chào gió. Thêm một rep, lên liền, có liền rồi. Hợp vai mốt của con mắt siêu nhân bay đi kia ai qua chẳng nè lúc mua dịch giặc còn gì cũng dịch giặc được. Tấu hài vãi tốc biến qua lướt cắt kêu đa điểu. Rất chi là cồng cảnh. Tôi là kết hợp với Ari. Công nhận em kết hợp với Ari hai lần ulti này đỡ sao. Để xem phát nữa nào. Cũng đi đâu vẫn đang còn nha. Lao vào này. Nhưng chơi này phải chơi với bạn bè nó mới ăn ý được. Một ulti này. Ô mình tưởng phát đấy là búp cho ulti luôn. Đấy, lại có ulti tiếp, Solo thẳng với Zena. Nghe chiêu Zena, ui xì. Zena dùng chiêu xì thép, ui tốc biến. Tốc biến vào mồm. Đẹp thế nhờ. Nhưng mà sao lại chiêu cuối của Nagros lại có thêm cả cái chiêu cuối Toro. Có gì đấy? Ủa? Sao mình nhìn kỹ lại mình không thấy giống trang phục nào nhở? Các bạn biết không hay là của game khác ta? Hay thế nhờ.
có tốc biến này. Hoài đứa nhỏ, nhanh thật sự, tay nhanh vai trưởng các bạn ạ. Nà, lấy được quả, ngang tài ngang sức. Tiêu dao vũ thần. Chỗ này mà không vét được thì phí này. Ui, mỗi người chút máu rồi. Thêm một video nữa là chiếc mục tiêu ngọt sớt luôn này. Tiếp ăn cái con Ginu thì vất vả thế. Quá vất vả. Lại lòi tên Flor. Gân lớt, à nó không phải Flor mà xa lớt. Nhầm. Xem là có cân được xa lớt không. Xa lớt cứ để cấu gì ở thế này vẫn ăn được. Giàn này. Wow. Ôi, đẹp nha, lạ đấy các bạn ạ. Kết hợp với chiêu của Omen tạo ra chiêu cuối sẽ có một lốc. Wow, đỉnh, vừa lửa vừa nước đỉnh thật sự, bất ngờ luôn. Omen. Gì vậy? Hay ho đấy nhỉ? Ôi, em dùng chung cứ né được, nó đẳng cấp. Né phát đá rep. Còn chút máu rồi. Liều thật. Gần 3. Zena combo rất là nhanh nhá. Đấy, rất nhanh luôn. Nhưng mà lên đam thì mới có những cái combo nhanh ăn mạng nó sướng như này. Combo con này thì mình cũng hay dùng ở chiêu 2 chứ chiêu 1, 2 là cái quạt chung cuối nó chết 4 lần đầu. Lại cứ ngựa tiếp. Có Doria khác. Surprise, motherfucker. Oh, đang mải chat. DIY nhỉ. Hay đấy. Xem nào, dứt cắt được thì mình chịu luôn đấy.
trăm có tin đỡ dài, khắc sâu mỗi tình không vội vàng, tiếc cho duyên phận mình ngang trai, cùng chiều cô liêu cùng đắm bóng yêu lẻ loi chỉ tôi với cánh diều, tháng năm cứ ngày đời đêm trăng, năm sao hạnh phúc khi solo với nhau giai đoạn đầu level 1. Tiếp tục là Company với kèo Hayate. Rồi sau là Company với kèo Phoenix nha. Không ăn được Hayate, vẫn ăn được Hayate kìa. À, mang tinh linh đi các bạn ạ. Solo này thì ăn thua gì, mang tinh linh đi thì tinh linh ra là một cái lợi thế ngay từ level đầu rồi. Mà sao nếu mà kèo này mang tinh linh thì ổn. Quyết giúp bạn chơi bé Ki, có thể đẩy nhiều người một lúc. Thật ra chiêu thức Ki rất đơn giản và dễ chơi, nhưng có rất nhiều người không thể thuần phục được. Đơn giản là bị tâm lý họ quá yếu và dễ hoảng. Như pha vừa rồi, dù sắp hết máu mình cũng đợi thời cơ thích hợp để dùng chiêu cuối chuẩn xác. Hay ví dụ ở pha này, mình quá nóng vội, dù đẩy rất hiệu quả nhưng chỉ kết liễu được một mạng, còn lại để chạy mất. Đấy là do góc đẩy của mình chưa hoàn hảo, phải chi khép về trụ một tí là cân ba rồi đó. Nói tóm lại, chơi bé Ki tuyệt đối cần sự tập trung cao độ, phải giữ một cái đầu lạnh, vi chủ như thế mới có thể phân tích được góc đẩy hoàn hảo, giúp bạn áo cân năm. Nhớ lưu ý rằng khi đẩy đừng dùng chiêu trực tiếp tùy trường hợp nhé, để tận dụng tốt nội tại hơn đó mà. Như pha này là mọi người hiểu rồi đúng không? Cái cần thứ hai là bạn phải dám làm và làm một cách dứt khoát. Như pha này, phải dám tốc biến vào trụ thì mới đột phá cân 2. Người ta gọi là dám liều ấy, liều ra nhiều ấy. Nhớ ấn tim và follow giúp mình nha. Kiểu như dám liều. Liều thì ăn nhiều. Nigasanai. Ore ni chikara o kure. Kên. Và trang phục của Edendo hợp thế nhỉ? Tàng hình hợp luôn. Hợp vãi. Ima tasuke ni iku. Có trang phục của tác hợp khẩm. Hợp mà. Kiểu thêm cả cái trang phục màu đen là nó hợp vãi. Né phát đánh của Na phát đấy là thốn lắm ấy. À né phát đánh của Ngộ Không phát đấy thốn lắm. Ngộ Không gõ được thốn. Ê, ghê. Gian vẫn đuổi được này, Na vẫn nhây này. Mày còn chạy đi, tao còn đuổi. Rồi xong, hai. Phát đấy là quá đẹp. Cân 2, chiêu cuối bật rồi, hồi rất nhiều máu. Lực thật sự. Triệu Vân chạy luôn. Triệu Vân như bố. À, những cái thương nó dài như thế này cơ mà. Những cái thương Triệu Vân bên ngắn tí.